TÌNH không Kính chào các vị đồng tu Xin mời xem Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang nghiêm thanh tịnh Bình đẳng giác kinh Tam bối giảng sanh Đệ nhị thập tứ Phẩm thứ hai mươi Kinh vô lường thọ Từ lúc bắt đầu giảng đến hiện nay Thời gian cũng rất dài Có lúc ngừng, có lúc giảng Cũng giảng được rất tường tận Chúng tôi đã tốn không ít thời gian Lần này Ở học viện Tu Quynh Ba Chúng tôi Tiếp tục Giảng bộ kinh này Cho nên lần này Chúng tôi bắt đầu giảng là Phẩm thứ 24 Tam bối giảng sanh cái phẩm kinh này vô cùng quan trọng. Chúng ta đều biết đại kinh của Tịnh tông chính là kinh vô lượng thọ. Cổ đại đức thường nói phẩm thứ sáu là quan trọng nhất. Là 48 lời nguyện của A Di Đà Phật. Cho nên Tịnh tông xác thực là Lấy 48 lời nguyện Làm trung tâm Ngoài đoàn kinh này ra Những đoạn kinh khác Cũng rất quan trọng Đó là phẩm thứ 24 và phẩm thứ 25 Phẩm 24 là tam bối giảng sanh Phẩm thứ 25 là giảng sanh chánh nhân Hay nói cách khác Chúng ta phải làm như thế nào Để trong một đời này Thật sự giảng sanh Đến thế giới Tây Phương cực lạc Thân cận a di đà Phật Phương Pháp Là nằm ở trong hai đoạn kinh văn này Cho nên hai đoạn kinh này Cổ Đại Đức là chú giải Đặc biệt nhiều Đặc biệt tỉ mỉ Hiếm có Là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Đã sưu tập Những chú giải của cổ Đại Đức Hồi tập vào trong Chú giải bộ kinh vô lượng thọ Đối với Hầu học chúng ta mà nói là tiện lợi vô cùng Bây giờ chúng ta xem đoạn kinh văn này Đoạn kinh văn Thứ nhất Ở trong khoa phán Trong khoa phán Là ở trang Thứ 49 Trang thứ 49 Trang thứ 49 tổng tiêu tam bối Chúng ta xem đoạn kinh văn này Phật cáo A Nan thập phương thế giới chư thiên nhân dân kỳ hữu chí tâm huyền sanh bị quốc phàm hữu tam bối Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Vừa mở đầu đã nói Phẩm kinh phía trước là Thập phương tán thán Trong kinh A-di-đà nói là Sáu phương Các vị phải biết Bản dịch kinh A-di-đà Của đại sư La Thập là ý dịch Chứ không phải là trực Nên rất thích hợp với người Hoa Còn bản dịch Kinh A-di-đà Của Đại sư Quyền Trang Là trực dịch Cho nên bản dịch của Đại sư Quyền Trang Là mười phương Phật Đại sư La Thập dịch là sáu phương Đã lượt bỏ tứ duy Tứ duy tứ phương và thượng hạ Cổ đại đức dịch kinh Thế lệ thì không như nhau Tuy nhiên Mười phương và sáu phương Dường như có khác biệt trên hình thức Mà trên thực tế Thì không có khác biệt trên thực tế mười phương chính là sáu phương Sáu phương chính là mười phương Hoàn toàn không khác biệt Mục đích Chính là mười phương Chư Phật khuyên dạy Phật đã chứng được Quả gì viên mãn Ngài chỉ có một nguyện vọng là mong muốn tất cả chúng sanh Chiến được Cứu cánh viên mãn Giống như Ngài Đi là tâm Phật Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh vốn là thành Phật Trên Kinh Hoa Nghiêm Nói rất rõ ràng Vì sao chúng ta hiện nay lại trở thành chúng sanh Trở nên khổ như vậy Trở nên đáng thương như vậy Nguyên nhân này Được Thế Tôn nói rất rõ ràng Ở trên Kinh Hoa Nghiêm Nguyên nhân xác thực là Chính mình đã mê mất đi tự tánh không thể trách người khác ở trong phẩm xuất hiện phật nói rất rõ ràng tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của như lai trí huệ là quan trọng nhất chúng ta biết như lai có trí huệ cứu cánh viên mãn Phật nói tất cả chúng sanh ai ai cũng có So với Phật chẳng kém chút nào Vì sao hiện nay bạn lại không có trí huệ Đam mê mất tự tánh Nên trí huệ biến thành phiền não rồi Cho nên trong Kinh Vô Lượng Thọ thường nói Phiền não tức bồ đề Ý nghĩa của lời này nói rất sâu đã giác ngộ rồi Thì vô lượng vô biên phiền não Biến thành trí huệ Cho nên phiền não và trí huệ Là một thể mà là hai mặt Bạn có thể chuyển trở lại Chuyển phạm thành thánh Chuyển mê thành ngộ Phật Pháp chú trọng ở khai ngộ những lời giáo huấn của thánh nhân phương đông đều xem trọng việc ngộ tánh kể cả nhà nho cũng không ngoại lệ lúc chúng tôi còn nhỏ đi học thường hay nghe giáo viên thảo luận giáo viên đang nói chuyện chúng tôi ở bên ngoài nghe được học sinh nào ngộ tánh học sinh nào còn kém lúc nhỏ nghe nói những điều này do đây mới biết giáo viên ở trong trường quán sát học sinh cũng xem trọng việc ngộ tánh Vì vậy khai ngộ rất quan trọng Phải làm như thế nào mới có thể khai ngộ Vì thì bạn không thể không biết Tam học giới định huệ Nhân giới được định Nhân định khai huệ Cho nên nền giáo dục phương Đông Vô cùng xem trọng Sự tỉnh định Nhà Nho có nói Tri chỉ nhi hậu hữu định Định nhi hậu năng tỉnh Tỉnh nhi hậu năng an An nhi hậu năng lự Lự chính là trí huệ dần dần hiện tiền Tỉnh sau đó có thể an Mà chúng ta gọi là tâm an Không khai ngộ thì làm sao an được chứ lự thì sau đó có thể đắc cái sự đắc này chính là chứng quả đắc đạo cái đạo lý này chúng ta phải biết cho nên tri chỉ là giới luật bạn xem trong giới luật của nhà phật có chỉ trì có tác trị trước tiên tu chỉ trì chỉ trì thì giống thập thiện nghiệp vậy Ngũ giới thập thiện đều thuộc về chỉ trì không sát xanh không trộm cắp không dâm dục chữ không này chính là chỉ trì tri chỉ thì sau đó được định thì tâm của bạn mới có thể định lại được có định thì mới có huệ cho nên cái chữ thiền này Phiên dịch thành trung văn Gọi là tỉnh lự Tỉnh chính là định Cái định này của lự không phải là cái định chết Mà là định sống Vì sao vậy? Vì trong định có quán Có chiếu Trong Phật môn đó là quán chiếu Nhà Nho nói là lự. Chữ lự này chính là chánh tri, chánh kiến. Không phải tà tri, tà kiến. Là chánh tri, chánh kiến. Cho nên bạn hãy xem bên trong đại học của nhà Nho. Trong đó vẫn còn tam học giới định huệ. Do đây mới biết bạn không trì giới thì bạn không thể được định bạn không được định thì trí huệ của bạn không hiện tiền bạn có học nhiều hơn nữa có học giỏi hơn nữa cũng chẳng qua là ký vấn chi học cho dù bạn có nhớ được nhiều học được nhiều cũng không cai trí huệ Nhà Nho nói rất hay Kiến vấn chi học Bước túc dĩ vi nhân sư giả Học vi nhân sư Hành vi thế phạm Điều này bạn không làm được Vì sao vậy? Vì khuyết điểm tập khí không sửa được Cho nên trì giới là quan trọng hơn bất cứ thứ gì Hiện nay nói đến trì giới Nó thật sự là một chuyện thật Rất khó khăn khó ở chỗ nào vậy? Vì những tập khí bất thiện Nó được huân tập Hơn nữa những tập khí này rất sâu vậy Không dễ gì sửa đổi Những tập khí này Sẽ chướng ngại cái định của bạn Tự nhiên sẽ chướng ngại sự khai huệ của bạn đến như vậy đều bị chướng ngại rồi. Nếu chúng ta muốn thành tựu cho chính mình, đặc biệt là hy vọng ngay trong đời này được giáng sanh Tây phương Tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật. Nếu như bạn không y giáo tu hành, thì làm sao mà bạn giảng sanh được chứ? Cho nên ngày nay Chúng ta không thể tự dối gạt mình Không thể giấu giếm người khác Phải nên nói thật Bất luận là tài gia hay xuất gia Thập thiện nghiệp có làm được hay chưa? Chưa làm được Thập thiện nghiệp đạo chưa làm được thì tam quy ngũ giới là giả Tam quy Là giác mà không mê Chúng ta thì như thế nào Là mê mà không giác Chánh mà không tà Còn chúng ta là tà mà không chánh Tịnh mà không nhiễm Còn chúng ta thì nhiễm mà không tịnh Cái sự thật này bày ra ở trước mắt chúng ta chúng ta phải thừa nhận biết thì phải sửa nếu như không chịu thừa nhận thì cả cuộc đời của bạn vĩnh viễn không có hy vọng sửa chữa lỗi lầm hay nói cách khác là vẫn tiếp tục đi trong luân hồi tiếp tục chịu khổ Cho nên phải giác ngộ Muốn giác ngộ gì thì nhất định phải trì giới Vì sao thập thiện lại khó như vậy Thập thiện phải có nền tảng Cái nền tảng này Chúng tôi mấy năm gần đây Đề sướng Đề tử huy Cho nên đề tử quy là nền tảng của thập thiện đã có nền tảng của đệ tử quy rồi Thì học thập thiện không khó Cho nên tôi hy vọng Chứ gì đồng tu phải giác ngộ Bất luận là mới tu hay là đã tu lâu Tu lâu mà công phu không đắc lực Thì nên học bổ túc Đệ tử quy Nhất định phải yêu cầu bản thân mình Thực hiện đệ tử quy được một trăm phần trăm Không cần đi cầu người khác Người khác có làm được hay không Thì chẳng liên quan gì với ta Ta phải làm cho được Như vậy mới đúng Có nhiều vị đồng tu hỏi tôi Muốn thân cận một vị thiệt trí thức để tu học cho tốt sự việc này phải có đủ duyên có đủ duyên thì sẽ gặp học trò gặp được một vị thầy tốt là do duyên phận vị thầy tốt gặp được học trò tốt cũng là duyên phận thực tế bà nói từ xưa đến nay việc này rất hiếm có nhưng mà bản thân chúng ta tu học nếu muốn thành tựu then chốt ở chỗ này then chốt là chính mình biết được cách tu học như thế nào đặc biệt là chúng tôi gần đây giảng kinh hoa nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh có một câu khai thị Của Bồ Tát Văn Thụ Nếu như Bồ Tát khéo dụng tâm này Thì được tất cả công đức thuộc thắng Câu nói này quan trọng vô cùng Biết khéo dụng tâm này Thì bạn sẽ thành tựu Chúng ta hãy xem nhà nho Có một thí dụ rất hay Năm xưa khi khổng tử còn tại thế Ngày có ba ngàn đệ tử Bảy mươi hai hiền nhân Trong số ba ngàn đệ tử này Thì có bảy mươi hai vị là Nhân vật kiệt xuất Là bảy mươi hai vị hiền nhân nhưng mà người thật sự Truyền pháp của khổng tử Không phải là các vị đó Ngay cả 72 vị hiền chân Cũng không có truyền pháp của khổng tử Vậy ai là người truyền pháp của khổng tử? Là mạnh tử Mạnh tử cùng khổng tử cách nhau một đời Khi mạnh tử được sinh ra Thì khổng lão phu tử đã qua đời rồi Mạnh tử thì như thế nào Là khéo dụng tâm này Ngài học theo khổng tử Tuy là khổng tử không còn Nhưng Ngài Có để lại sách vở vào thời đó sách vở không giống với sách vở thời của chúng ta hiện nay giờ thời đó là dùng thẻ tre mệnh tử có được sách vở đó thì rất chăm chỉ học tập có chỗ nào không hiểu thì ông tìm học trò của khổng tử lúc đó thì học trò của khổng tử vẫn còn nhiều gì tại thế ông tình giáo với họ Cho nên mạnh tử là người truyền pháp của khổng tử Không phải là học trò của khổng tử Khổng tử Ở Trung Quốc Được đại chúng tôn xưng là Chí Thánh Còn mạnh tử thì được tôn xưng là Á Thánh Lúc đó 72 vị hiền nhân của khổng tử Vẫn kém hơn mạnh tử Điều này đã nói rõ việc gì là khéo học bạn biến học thì bạn sẽ học được không cần thiết phải ở bên cạnh thầy những điều thầy dạy bạn nên ghi nhớ lại những điều thầy nói bạn có thể lý giải sự lý giải của bạn có độ sâu nhất định sau đó Bằng đem những lời thầy đã dạy Làm thành tư tưởng kiến giải Hành vi cuộc sống của chính mình Thì bạn sẽ thành công Ngày nay chúng ta muốn học Phật Thực tế mà nói Một bộ kinh vô lượng thọ Thì có thể đại biểu cho toàn bộ Phật Pháp sự thật này Bạn phải nên hiểu Vào thời đại tùy đường Các vị cao tăng Trong và ngoài nước Vào thời đó có rất nhiều vị cao tăng Từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc đến Trung Quốc Để tham học Có một giai đoạn các gì đó cùng nhau nghiên cứu thảo luận Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế Đã giảng kinh thuyết pháp 49 năm Trong 49 năm đã thuyết pháp rất nhiều Một kinh nào là quan trọng nhất Có thể làm đại biểu cho tất cả kinh Mà Phật đã thuyết trong 49 năm kết quả của sự nghiên cứu Hầu như mọi người đều công nhận là Bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Lúc tôi mới bắt đầu học Phật Người phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi Bộ Kinh này Ngài nói với tôi Đây là khái luận của Kinh Phật Là triết học Kinh Phật là khái luận triết học của kinh phật nghe nói hay vô cùng tất cả sách triết học trên toàn thế giới không tìm ra được một quyển nào hay như vậy trong bộ kinh này có những lý luận viên mãn có những Phương pháp Rất tinh tế Có lý luận có phương pháp Phần sau có kèm thêm sự biểu diễn 53 tham vấn là biểu diễn Phương pháp biên soạn này Ở trên thế giới không tìm ra được bộ thứ hai Ngày đêm bộ kinh này giới thiệu cho tôi Cho nên lúc mới tiếp xúc với Phật Pháp Trong quan niệm của tôi Kinh Phật là triết học Sau này tôi theo học với Đại sư chuyên gia Với Lão Sư Lý Từ Phật học Mới chuyển thành Học Phật Phương hướng của Lão Sư Phương Đông Mỹ Là học Phật Phật học Và học Phật Là hai sự việc Trước kia tôi không biết Khi theo học với Lão Sư Lý Thì Ngài mới đem cái sự việc này Giảng rõ ràng Giảng tường tận rồi Phật học là Xem nó như là một môn học vấn Để nghiên cứu hoàn toàn không nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình phải làm cho được, không có yêu cầu. Cho nên tư tưởng, lời nói, việc làm trong thực tế của chính mình có sự ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà học Phật thì khác hẳn. Học Phật là gì? Là chúng ta phải học theo thích ca mâu ni Phật, phải học giống như ngài gì? Ngày nay Thích Ca Mâu Ni Phật Đã giới thiệu a di Đà Phật cho chúng ta Ngài không cần chúng ta học theo Ngài Mà Ngài muốn chúng ta học theo a di Đà Phật Thì trong Kinh Vô Lượng Thọ này Ngài đã tán thán a di Đà Phật đến cùng cực Cái dục ý này sâu vô cùng Ngài tán thán a di đà phật là quan trung cực tôn phật trung chi dương sự tán thán của thích ca chính là đại diện cho mười phương ba đời tất cả chư phật 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 đạo động tám chữ này Thù thắng vô cùng Không thể nghĩ bà Những người học Phật Thì không thể không biết Không thể không ghi nhớ Cũng chính là nói Mười phương ba đời tất cả chư Phật Đều khuyên chúng ta Học theo a di đà Phật a di đà Phật ở đâu? Chính là ở trong bộ kinh vô lượng thọ này Nên bạn thật sự học tập theo Bộ Kinh Vô Lượng Thọ Thì mục tiêu của bạn Trong tương lai thành tựu Là Phật Trung Chi Dương Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Dương Quang Trung Cực Tôn Theo phương hướng này Theo mục tiêu này Mà tiến lên nhất định phải y giáo phụng hành phần trước phật đã chỉ dạy chúng ta phải bắt đầu từ đâu từ chỗ khéo giữ ba nghiệp mà bắt đầu khéo giữ ba nghiệp thì phật xếp khẩu nghiệp đứng đầu thân nghiệp xếp thứ hai cách sắp xếp này thì khác với những bộ kinh mà phật đã nói những bộ kinh khác thì xếp thân nghiệp đứng đầu khẩu nghiệp xếp thứ hai ý nghiệp xếp thứ ba thân khẩu ý ba nghiệp trong bộ kinh này thì không phải như vậy trong bộ kinh này là khẩu thân ý Dùng ý rất là sâu Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Khuyết điểm dễ bị phạm nhất là khẩu nghiệp Sự dạy bảo của cổ đức Cũng vô cùng xem trọng Cái gọi là Bệnh từ miệng vào Họa từ miệng ra Khổng tử dạy học Có bốn khoa Thứ nhất là đức hạnh Thứ hai là lời nói Thì bạn liền biết Ngài xem trọng khẩu nghiệp biết bao nhiêu Điều này cùng với Dùng ý trong Kinh Vô Luận Thọ là như nhau Sự giáo học của Thánh Nhân đối với lời nói cũng rất xem trọng khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người trong đề tự quy có nói nói lỗi người khác chính là ác nói người thiện chính là thiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta không thể không kiểm điểm thấy người khác có lỗi thì không được nói vậy phải làm như thế nào sau khi nhìn thấy thì hãy quay lại xem xét chính mình phải phản tỉnh mình có phạm lỗi lầm như vậy hay không có thì phải sửa đổi Không có thì phải tránh Nếu như chúng ta có lỗi lầm Thì phải nhanh chóng sửa đổi Chúng ta không có lỗi lầm này Thì chúng ta phải tự khuyên bảo chính mình Không nên phạm lỗi lầm này Đây chính là Trong ba người đi Ác có một vị là thầy ta Ba người là những ai Bản thân ta là một Một người thiệt, một người ác người thiện thì chúng ta phải học theo họ người ác thì chúng ta phải biết sửa đổi lỗi lầm chúng ta không nhìn thấy được lỗi lầm của chính mình nhưng dễ dàng nhìn thấy lỗi lầm của người khác người khác là cái gương để chúng ta soi nhìn thấy lỗi lầm của người khác thì phải lập tức phải nghĩ bản thân ta có hay không những người tạo tác tội lỗi họ chính là thiền trí thức của ta là bạn lành của ta vì sao vậy vì khi ta nhìn thấy thì ta liền phản tỉnh ta có được lợi ích nếu như ta đem lỗi lầm của họ để ở trong tâm và thường xuyên đi khắp nơi tuyên truyền Vì là quá sai lầm rồi Vậy là chúng ta đã phạm một cái lỗi quá nặng rồi Cho nên khẩu nghiệp được xếp thứ nhất Giữ khẩu nghiệp là không nói dối Là sự chân thành trong Bồ Đề Tâm Chân thành bắt đầu từ đâu Bắt đầu từ không nói dối Không lưỡng thiệt Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi Trong khiêu khích thị phi Có ý hay vô ý Các đồng tu học Phật của chúng ta Có ý thì ít Sẽ không làm Vô ý có lẽ là nhiều Vô ý là nói sự đúng sai của người Phê bình người khác đó chính là lưỡng thiệt Không ý ngữ Không á khẩu Khéo giữ thân nghiệp Không mất luật nghi Điều này là Không sát sanh, không trộm cắp, Không tà dâm Khéo giữ ý nghiệp Là không tham, không sân, không si Là mười nghiệp thiện Cho nên Mà muốn tu tịnh độ Thì phải bắt đầu từ đâu Bắt đầu từ thập thiện nghiệp Các gì nên biết Thập thiện nghiệp ngày nay của chúng ta Phải dùng đệ tử quy Để hỗ trợ để giúp đỡ hy vọng chúng ta nhất thiết trong một năm phải thực hiện thập thiện nghiệp thực hiện thập thiện nghiệp chính là thực hiện đệ tử quy chúng ta đối với Pháp tu tịnh độ Thì đã có nền tảng rồi Hay nói cách khác Những điều kiện cơ bản chúng ta đã có đủ Nếu như chúng ta không có nền tảng của thập thiện nghiệp Của đệ tử quy Thì việc cầu sanh tịnh độ Không phải là chuyện dễ dàng Đoạn kinh văn này như mở đầu Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Nói rất hay Chúng tôi xin đọc đoạn chú giải này Những chỗ quan trọng Thì chúng tôi sẽ nêu lên Những chỗ không quan trọng Thì các vị tự xem thì được rồi Ngày nói kim phẩm Chính là phẩm này tất luận giảng sanh giả nhân hạnh chi loại thứ nhân hạnh chi loại thứ cái gì phàm phu văn danh hậu tín nguyện hữu thâm thiện bất động Phát tâm hữu đại tiểu bất động Trì tụng hữu đa thiểu bất động Tu tập hữu cần đọa chủng chủng chi bất động Đoạn chú giải này rất quan trọng Liên quan đến đời này của chúng ta Có thể giảng sanh hay không cho nên chúng ta phải thường nghĩ xem tín nguyện của bản thân mình có đạt được tiêu chuẩn giảng sanh hay không có nhiều gì đồng tu niệm phật tính tâm thì lúc có lúc không có lúc tính tâm hình như rất dũng mãnh khi gặp phải sự trắc trở thì tính tâm hoàn toàn mất hết điều này thì không thể giảng sanh vì không chịu nổi sự thử thách bất luận là ở trong tình huống nào thuần cảnh cũng được nghịch cảnh cũng được tính tâm phải kiên cố trên kinh kim cang có nói tính tâm thanh tịnh tắt sanh thật tướng trong tình đầu tông của chúng ta thì nói tính tâm thanh tịnh được cảm ứng không nên cầu cảm ứng cảm ứng cũng tự nhiên hiện tiện cho nên tính tâm thanh tịnh tính tâm kiên cố học tập thì phải nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu phải kéo dùng tâm này điều này quan trọng hơn tất cả vì sao vậy vì trong đời này bạn muốn có một vị lão sư tốt là chuyện không phải dễ muốn có những bạn đồng tu tốt cũng không phải chuyện dễ Muốn có một hoàn cảnh tu hành Lý tưởng Cũng không phải là chuyện dễ Điều này là thuộc về Có thể gặp mà không thể cầu Thật sự gặp được Thì bạn phải có huệ nhãn Bạn phải nhìn cho rõ ràng Thì mới đương theo ngay cả Phật Bồ Tát Các vị thánh hiền trong và ngoài nước Ở thời đại này Cũng bị nhiều người hủy bán Sau khi bạn nghe thì có động tâm hay không? Chúng ta thân cận với một vị lão sư Chứ một vị thiền tri thức Tôi tin là bạn cũng đã nghe Có không ít người đã hủy bán lão sư của các vị. Ba vị lão sư của tôi chính tôi đã từng trải qua, đã có kinh nghiệm rồi. Khi tôi thân cận với lão sư phương, những người hủy bán lão sư phương cũng không ít. Thường xuyên ở bên cạnh tôi mà nói, lần những người nào vậy? Là những người đồng hương người cùng quê Sau khi nghe được niềm tin của tôi có lây chuyển hay không Nói với các vị biết là không bao giờ Nếu như tôi thay đổi niềm tin Thì đã rời bỏ thầy ra đi lúc đó Sẽ chẳng học được điều gì Chúng ta phải có một niềm tin Đó chính là cổ nhân đã dạy cho chúng ta Sĩ biệt tam nhật Nghĩa là người đi học Xa cách ba ngày không thấy mặt Thì sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt khác Cho dù ba ngày trước họ có lỗi Nhưng hiện nay đã sửa lỗi rồi Sửa đổi lỗi lầm thì họ là người thiện Trên kinh Bác Đại Nhân Giác Phật gì cho chúng ta Không nhớ ác cũ Không ghét người ác Lời của những người đồng hương này Nói lão sư còn ở quê nhà Họ nói lúc lão sư còn trẻ Có nhiều việc bất thiện Có nhiều việc không có đạo đức Lúc tôi theo lão sư học Thì ngày đã bốn mươi mấy tuổi rồi Tôi không có thấy lỗi lầm của lão sư lão sư rất ân cần gì bảo cho tôi tôi rất biết ơn lão sư những người phê bình lão sư nhưng thời gian gần đây họ đâu có gặp lão sư không có tiếp xúc với lão sư chỉ là nghe những người đồng hương trước đây đồn đãi mà thôi đó là chuyện của hai ba mươi năm về trước làm sao chúng tôi có thể tin được chứ làm sao có thể bị dao động được chứ phải biết được cái đạo lý này Làm người thiện Người tốt thì rất khó Xưa đến nay Những người chuyên hủy bán Những người đố kỵ Những người gây trở ngại đặc biệt nhiều Nếu những người sơ học Không có thiện căn phước đức sâu dày Khi nghe những lời đồng đãi này Thì sẽ đồng tâm Làm mất đi niềm tin của chính mình không thân cần với thiệt trí thức đó nữa Tôi đi theo đại sư chuyên gia Đại sư chuyên gia địa vị rất cao Rất là nổi tiếng Rất nhiều pháp sư đối với tôi Tại sao tôi lại đi theo ông ấy Ông ấy là hòa thượng chính trị Những người nói như vậy Họ có tiếp xúc với đại sư chuyên gia chưa chưa có Họ chưa tiếp xúc qua Tôi đi theo lậu sư Lý 10 năm Những người hủy bán lậu sư thì quá nhiều Những người đặt chuyện gây sự cũng quá nhiều Chúng tôi nghe qua thì chỉ cười Cũng không giải thích với họ Cũng không cần tranh cãi với họ thân cần thiện tri thức để sứ ấn Quang nó rất hay một phần thành kính thì được một phần lợi ích mười phần thành kính thì bằng được mười phần lợi ích điều này là thuộc về thiện căn dày hay mỏng của chúng ta là do sự dùng tâm của chúng ta bản thân chúng ta có thể được nhiều hay ít có rất nhiều người ở gần với lão sư tốt lão sư phương đông mỹ có rất nhiều học trò đại sư chuyên gia lão cư sĩ lý bỉnh nam cũng có rất nhiều học trò đặc biệt là lão sư lý khổng tử có ba ngàn đệ tử lý lão sư có hơn ba trăm ngàn người lúc tôi rời khỏi đại trung Tụng sắp xỉ gần 500.000 đệ tử. Theo Ngài học Phật. Theo Ngài niệm Phật. Nghe Ngài chỉ dạy. Ngài mở lớp dạy học. Truyền dạy phương pháp giảng kinh. Tôi cũng có học lớp của Ngài. Lớp của Ngài chỉ dạy được 2 năm có hơn hai mươi mấy đồng tu Tôi học dự thính ở trong lớp này Tôi là người đến học sau cùng Theo thứ tự sắp xếp để dạy Chưa dạy đến tôi thì tôi đã rời khỏi lớp rồi Đến chùa Lâm Tế xuất gia Tôi dự tính sau khi xuất gia tôi sẽ trở lại tiếp tục học với lão sư Đây là nguyên nhân gì? Khi chưa xuất gia Mỗi ngày tôi làm việc 8 giờ đồng hồ Không thể toàn tâm toàn lực học tập Nên tiến bộ rất chậm Sau khi tôi xuất gia Không cần làm việc Chẳng có đi làm Tôi mỗi ngày có thể học 10 tiếng đồng hồ là ít nhất Lúc học nhiều nhất là 12 đến 14 tiếng đồng hồ Lúc đó lão sư Lý ở Đại Trung Đã dạy học được 10 năm rồi Tôi theo học 2 năm Thì tôi có một phương pháp Chăm học là quan trọng hơn tất cả Bạn phải biết học Đối với lão sư phải tôn kính, đối với những bài học phải tôn trọng. Đối với thái độ học tập của chính mình thì càng phải tôn trọng hơn. Những năm gần đây tôi đã tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo ở trên thế giới. tôi với họ kết làm bạn tốt Ở Singapore có một vị bộ trưởng Ông đã từng hỏi tôi hai lần Thưa Pháp Sư, người dùng cách gì Mà có thể đoàn kết được các tôn giáo lại với nhau cách của tôi thì chẳng có gì khác chính là học tập tôi học tập kinh phật tôi cũng học kinh thánh là tân cựu ước toàn thư tôi cũng học kinh koran tôi học nhưng tuyệt đối không nói đó là kinh điển của ngoại đạo tôi không có ý niệm này Tôi xem Kinh Thánh, Kinh Cô Đều giống như là Kinh Vô Lượng Thọ vậy Cũng xem như là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Nên tôi mới học được những bộ Kinh đó Nếu như ở giữa có ranh giới Thì bạn chẳng học được điều gì Hoặc những điều bạn học được Chỉ là một chút kiến thức ở ngoài da thôi tôi nói với họ tôi đọc kinh koran thì tôi là tín đồ quan đạo nhất của đạo Hội tôi đọc kinh tân cựu ước thì tôi là tín đồ quan đạo nhất của cơ đốc giáo cho nên tôi có thể nhãn mọi người đã nghe tôi giảng hai đĩa Mai Quế kinh ở Singapore là kinh tụng buổi sáng và tối của Thiên Chúa giáo. Tôi giảng kinh Koran, giảng kinh Koran, tín đồ hồi giáo rất hài lòng khi giảng mai quý kinh thì tín đồ thiên chúa ngay cả các cha cũng rất tán thán thực sự học tập không có giới hạn không có phân biệt không có chấp trước thì bạn mới có thể đạt được kết quả chân thật chỉ cần bạn có giới hạn bạn có phân biệt bạn có chấp trước thì kinh điển của thánh hiền bạn có thể đọc một chút ở ngoài da không thể vào sâu không thể thấu triệt thật sự thấu triệt thì toàn vũ trụ chỉ là một pháp là tâm hiện thức biến phật pháp gọi là bất nhị pháp môn dùng lời hiện nay để bà nói là cơ đốc giáo và phật giáo là hai là hai thì không phải phật pháp phật pháp là pháp không hai bạn có thể hiểu ý này hay không kinh coran và kinh vô lượng thọ là hai hai thì không phải phật pháp không phải hai thì mới là phật pháp cho nên bạn đã hiểu được phật pháp thì cái gì bạn cũng hiểu bạn không hiểu phật pháp thì cái gì bạn cũng không biết phải ngộ phải nhớ kỹ phật pháp là pháp không hai Điên ngục đạo và Phật nào là hai Pháp? Phật Pháp là Pháp không hai Cho nên Mười Pháp giới và nhất chân Pháp giới Là một Pháp chứ không phải là hai Pháp Nhất chân Pháp giới ở đâu? Ở ngay chỗ này Là Pháp không hai Là hai thì không phải là Phật Pháp hai chính là bạn chưa giác ngộ phật có ý nghĩa là giác ngộ không phải phật pháp chính là nói bạn chưa giác ngộ bạn vẫn còn mê sự giác ngộ chân thật thì cả cái vũ trụ này là pháp không hai cho nên nhập vào pháp môn bất nhị chính là minh tâm kiến tánh Chính là lý nhất tâm bất loạn Của tịnh Độ Tông Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A gmail.com Người đọc hạnh quan Phát tâm cúng dường Do gia đình Phật tử thiền chân Thành kính cúng dường Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô a di đà phật